Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã kêu gọi lập liên minh nhằm chiếm ưu thế trong kỳ bầu cử quốc hội sớm trước ảnh hưởng ngày càng tăng của phe cực hữu. Tổng thống Macron đã tổ chức buổi họp báo đề cập nhiều vấn đề của đất nước, trong đó gồm những thách thức mà nước Pháp phải đối mặt nếu phe cực hữu giành quyền lực trong kỳ bầu cử quốc hội sắp tới. Ông Macron trước đó đã tuyên bố giải tán quốc hội và tổ chức bầu cử sớm vào ngày 30 tháng 6 và ngày 7 tháng 7. Ông cho rằng bầu cử sớm là cách duy nhất để đối phó với làn sóng cực hữu đang chiếm ưu thế sau kỳ bầu cử nghị viện châu Âu. Nhà lãnh đạo Pháp cho rằng đảng cực hữu mà trận quốc gia Pháp RN có lập trường mơ hồ về Nga và muốn rời khỏi tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nếu đảng RN chiến thắng kỳ bầu cử năm nay, ông Macron vẫn sẽ giữ chức tổng thống và nắm quyền lực trong chính sách đối ngoại và quốc phòng trong 3 năm tới. Tuy nhiên, liên minh của ông Macron sẽ mất quyền tự quyết trong các vấn đề đối nội. Giới quan sát cho rằng quyết định tổ chức bầu cử sớm là thách thức lớn trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Macron. Pháp là một trong 32 thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và cũng là nước ủng hộ mạnh mẽ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Ông Macron xem cuộc xung đột ở Ukraine giống như cuộc đấu tranh cho sự tồn tại của châu Âu vào thời điểm mối đe dọa từ Nga ngày càng tăng. Theo đó, Ông cho rằng châu Âu sẽ cần phải đoàn kết và tập hợp các nguồn lực quân sự và công nghiệp chống lại thách thức đó. Tuy nhiên, đảng RN dẫn đầu trong cuộc bầu cử tại Pháp cuối tuần qua, theo đuổi chủ nghĩa dân tộc, chống chủ nghĩa liên bang châu Âu và toàn cầu hóa, nhấn mạnh các nước cần tự chủ. Ông Macron cũng cho hay đảng cực tả nước Pháp bất khuất LFI có quan điểm không thể chấp nhận được đối với cả Ukraine và Trung Đông. Ông thêm rằng LFI mang tư tưởng bài do Thái khi chỉ trích cuộc tấn công chống Hamas của Israel ở Gaza đảng RN, các đảng cực hữu khác và phe cực tả mà ông Macron gọi là những người cực đoan đã chiếm khoảng 50% số phiếu bầu của người Pháp trong cuộc bầu cử nghị viện châu Âu vừa qua. Ông Macron cũng đã kêu gọi thành lập liên minh chống lại phe cực đoan chính trị trong cuộc bầu cử sớm sắp tới để ngăn phe cực hữu kế nhiệm khi ông hết nhiệm kỳ vào năm 2027. Tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington vào tháng tới, Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người đồng cấp NATO dự kiến sẽ nhất trí về một hệ thống mới nhằm cung cấp trợ giúp an ninh và huấn luyện quân sự lâu dài cho các lực lượng vũ trang của ukraine tuy nhiên sau cuộc hội đàm với tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato hungary đã đồng ý không phủ quyết sự hỗ trợ của nato cho ukraine nhưng thủ tướng viktor orbán nhấn mạnh chính phủ của ông sẽ không cung cấp kinh phí và quân sự cho những nỗ lực hỗ trợ chung cho ukraine ông nói chúng tôi đã được đảm bảo rằng trong cuộc xung đột giữa nga và ukraine hungary sẽ không phải tham gia các hoạt động quân sự bên ngoài lãnh thổ của mình ông nói hungary sẽ không đóng góp tiền bạc hay triển khai lực lượng tham chiến lãnh thổ hungary cũng sẽ không được sử dụng cho cuộc xung đột này thủ tướng orbán ca ngợi cuộc đàm phán khó khăn nhưng mang tính xây dựng với tổng thư ký stoltenberg tuy nhiên ông orbán cũng cảnh báo giai đoạn thử thách vẫn chưa kết thúc và tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ các quyết định phù hợp với lợi ích của hungary sau hội nghị thượng đỉnh nato chia sẻ với báo chí sau cuộc hội đàm tại budapest với tổng thư ký nato jens stoltenberg thủ tướng orbán nhấn mạnh hungary không muốn ngăn chặn các quyết định của nato nhưng mọi hành động quân sự bên ngoài lãnh thổ nato chỉ có thể mang tính chất tự nguyện và theo các quy định của khối, các quốc gia đồng minh trong khối đều có cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine là mối đe dọa an ninh hiện hữu đối với châu Âu. Nhưng hầu hết trong số đó, bao gồm cả Mỹ, cũng rất thận trọng nhằm đảm bảo NATO không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột ở mức độ rộng hơn với Nga. Liên minh quân sự NATO hoạt động trên cơ sở một cuộc tấn công vào bất kỳ đồng minh nào cũng sẽ nhận được phản ứng từ tất cả các đồng minh còn lại. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nhất trí với quan điểm Hungary sẽ không tham gia vào kế hoạch của NATO. Ông và Thủ tướng Hungary đã thỏa thuận các phương thức để Hungary không tham gia vào sự hỗ trợ của NATO dành cho Ukraine, nhưng không chia sẻ cụ thể các nội dung liên quan tới thỏa thuận này. Chính phủ theo chủ nghĩa dân tộc của Hungary ngày càng trở thành cái gai đối với NATO và Liên minh châu Âu bởi chống lại những nỗ lực của các liên minh nhằm giúp đỡ Ukraine. Thủ tướng Orbán là một trong những nhà lãnh đạo châu Âu thân thiện nhất với Tổng thống Nga Vladimir Putin, thường xuyên phản ứng gay gắt đối với các kế hoạch của các đối tác EU và NATO về việc hỗ trợ Ukraine. Chuyến thăm đến Budapest của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg diễn ra trong bối cảnh ông đang nỗ lực thuyết phục các nước thành viên liên minh cam kết tiếp tục cung cấp khoản hỗ trợ 40 tỷ euro, khoảng 43 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho Ukraine. Ông Stoltenberg cũng thúc đẩy kế hoạch sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington tháng tới để NATO đóng vai trò lớn hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí và huấn luyện lực lượng Ukraine. Hungary trước đó đã phản đối, cho rằng kế hoạch này có thể kéo liên minh vào cuộc xung đột với Nga. Ngoại trưởng Hungary tháng trước mô tả kế hoạch này là sứ mệnh điên rồ. Budapest cho đến nay vẫn từ chối cung cấp vũ khí cho Ukraine và từng khiến các đồng minh thất vọng khi chặn viện trợ cho Kiev. Ông Stoltenberg tới Budapest một ngày sau hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo các quốc gia sườn đông NATO tại thủ đô Riga của Latvia. Tổng thống Hungary không tham dự hội nghị, dấu hiệu cho thấy bất đồng của nước này với nhiều quốc gia láng giềng về việc hỗ trợ Ukraine. Hội nghị này là một phần trong quá trình chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO tại Washington, nơi các thành viên sẽ nhất trí về gói hỗ trợ hàng năm cho Ukraine. Tờ The New York Times đưa tin, ông Mustafa Najem, lãnh đạo cơ quan nhà nước về tái thiết Ukraine, cơ quan chính phủ giám sát công việc tái thiết Ukraine từ nguồn tài trợ chủ yếu đến từ phương Tây, đã xin từ chức với lý do quỹ được quản lý yếu kém. Việc từ chức của ông Najem không liên quan đến cáo buộc tham ô, tham nhũng nào. Tuy nhiên, điều này cho thấy sự bất đồng trong chính quyền Kiev về việc phân bổ viện trợ thời chiến. Bên cạnh đó, những phát ngôn của ông Najem về việc quản lý tiền quỹ yếu kém có thể làm dấy lên những lo ngại của Mỹ và đồng minh về việc liệu Ukraine có sử dụng hiệu quả hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ hay không. Năm ngoái, cơ quan nhà nước về tái thiết do ông Najem đứng đầu đã giám sát khoản ngân sách vào là 100 tỷ hryvnia, tương đương khoảng 2,5 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và phần lớn số tiền này được tài trợ từ nước ngoài. Các dự án mà cơ quan này rót tiền rất đa dạng, từ tài trợ để xây dựng các hệ thống bảo vệ, các thiết bị điện dễ bị tổn thương tại các nhà máy điện, đến việc sửa chữa đường ống nước, cầu và đường. Trong một cuộc phỏng vấn và một lá thư giải thích việc từ chức đăng trên Facebook, ông Najem không chỉ ra đích danh trường hợp tham nhũng nào. Thay vào đó, ông chỉ ra những gì ông cho là một loạt trở ngại quan liêu cản trở công việc của cơ quan này, làm chậm chế việc phê duyệt dự án và thanh toán cho các nhà thầu. Trước đó, ông Najem cho rằng tính minh bạch và khả năng dự đoán về vấn đề này là rất quan trọng vì tiền đến từ người nộp thuế. Và hiện tại, những người cố gắng làm cho hệ thống này trở nên minh bạch và có trách nhiệm đã phải rời đi. Ông cũng phản đối việc Bộ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraina Alexander Kubrakov bị sa thải. Ông Kubrakov và ông Najem đều đã giúp các cơ quan chống tham nhũng Ukraina phát hiện ra nghi vấn vi phạm trong các chiến dịch truy quét vào năm 2023. Trong bài đăng trên Telegram, ông Najem cho rằng nhóm làm việc của ông không phải lúc nào cũng phù hợp với chính phủ Ukraina và phong cách quản lý của chính phủ này hiện tại. Mặt khác, theo một khảo sát được Viện Xã hội học quốc tế Kiev KIIS tiến hành trong tháng 5 và công bố cho thấy tỷ lệ ủng hộ của người dân Ukraine dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ở mức 59%, thấp hơn nhiều so với con số 90% được ghi nhận hồi tháng 5 năm 2022. Đây cũng là lần đầu mức độ tin tưởng của người dân Ukraine đối với ông Zelensky giảm xuống dưới 60% kể từ khi chiến sự bùng phát. KIIS cho hay cần nhấn mạnh rằng ông Volodymyr Zelensky vẫn là lãnh đạo hợp pháp trong mắt người dân Ukraine và phần lớn công chúng vẫn tin tưởng ông ấy. Tuy nhiên, đa suy giảm ủng hộ vẫn tiếp tục. Nguyên nhân chính là những chính sách điều hành không thành công và vấn đề công bằng xã hội, trong đó có chống tham nhũng và chia sẻ gánh nặng xung đột. Tại hội nghị tái thiết Ukraine hôm 11 tháng 6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Nga đã phá hủy 80% sản lượng nhiệt điện của Ukraine và một phần ba sản lượng thủy điện của nước này trong suốt ba năm giao tranh. Tổng thống Zelensky nói, Ukraine hiện đang phải hứng chịu những thiệt hại khổng lồ từ các cuộc không kích của Nga vào hệ thống sản xuất điện của chúng tôi. Mức tiêu thụ năng lượng ở Ukraine trong mùa đông năm ngoái đạt mức cao nhất là 18 GW, nhưng các mạng lưới điện của chúng tôi chỉ đáp ứng được một nửa trong số đó, do phần lớn các cơ sở năng lượng đã bị phá hủy. Tổng thống Zelensky lo ngại rằng Nga sẽ tiếp tục không kích vào mạng lưới điện của Ukraine đồng thời kêu gọi các quốc gia đồng minh tăng cường hỗ trợ để ngăn chặn các đợt tấn công của Moscow và để nhanh quá trình phục hồi hệ thống năng lượng cho Kiev. Ông Zelensky nói, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để bảo vệ mạng lưới điện và khôi phục những khu vực sản xuất năng lượng đã bị hư hại. Điều này sẽ mang lại kết quả kép, vừa phục vụ nhu cầu điện năng của Ukraine và châu Âu trong nhiều thập kỷ tới, vừa vô hiệu hóa những nỗ lực tấn công tương tự của Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng, trong ngắn hạn, cần tiến hành khôi phục nhanh chóng tất cả các cơ sở năng lượng bị hư hỏng trước mùa đông năm nay nhằm duy trì cuộc sống bình thường cho người dân và ứng phó với các chiến dịch quân sự mới của Nga. Đáp lại lời kêu gọi của Ukraine, Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết, chính phủ nước này sẽ cung cấp gói hỗ trợ trị giá hơn 150 triệu đô la Mỹ cho Ukraine và sẵn sàng cung cấp các hệ thống phòng không cần thiết cho Kiev. Bộ Tài chính Ukraine và Đức cũng ký tuyên bố chung về ý định tăng cường hợp tác song phương nhằm hỗ trợ tái thiết Ukraine sau xung đột. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã triển khai hàng loạt cuộc tấn công tầm xa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và kho chứa thiết bị mà phương tây cung cấp cho ukraine trước đó trong cuộc trò chuyện với tổng thống belarus alexander lukashenko tổng thống nga vladimir putin cho biết các cuộc tấn công vào các cơ sở điện của kiev là một phần của quá trình phi quân sự hóa ukraine một trong những mục tiêu mà ông đã đề ra khi cuộc xung đột bùng nổ bên cạnh đó các cuộc tấn công của ukraine nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở nhiều khu vực khác nhau của nga đã buộc moscow phải đáp trả ông putin nói các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng kiev nằm trong mục tiêu phi quân sự hóa Ukraine, đồng thời nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó của Ukraine vào Nga, đồng thời nhấn mạnh những cuộc tấn công này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine. Tổng thống Putin cũng nói thêm rằng Nga đã kiềm chế thực hiện các cuộc tấn công như vậy vào mùa đông vì lý do nhân đạo, đảm bảo người dân Ukraine có thể sử dụng điện để sưởi ấm trong điều kiện thời tiết trở nên khắc nghiệt.